Nổi bật trên con đường di sản miền Trung, một trục đường kết nối các di sản thế giới tại Trung Bộ, phố cổ Hội An từ lâu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nơi này cũng là điểm kết nối giao thoa giữa nhiều nền văn hóa. Không chỉ yên bình với vẻ đẹp cổ kính độc đáo, gần đây, Hội An còn nổi lên như một hiện tượng toàn cầu khi được tạp chí Travel and Leisure danh tiếng bình chọn là thành phố tuyệt vời nhất thế giới. Với hàng loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng quốc tế ngày càng nở rộ, khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam đang dần được giới đầu tư săn đón. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng đã tiếp đón hơn 4,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, du khách từ châu Âu và Mỹ tăng vượt bậc, tương đương với 122%. Từ đó cho thấy tiềm năng của các dự án nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó là công suất lấp đầy phòng tại các resort, khách sạn 5 sao luôn là 100%. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, khoảng 2 năm tới, nguồn cung của các dự án tại khu vực ven biển sẽ trở nên khan hiếm. Kèm theo đó là nền kinh tế ngày càng phát triển và ổn định. Đây sẽ là một lợi thế lớn cho các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Bãi biển Hà My nằm giữa Hội An và Đà Nẵng, thuộc top những bãi biển đẹp nhất châu Á do tạp chí Telegraph của Anh bình chọn. Khu vực này đang là điểm sáng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, bãi biển Hà My với đặc tính là một bãi bồi có địa chất ổn định sẽ là nơi mà các nhà đầu tư có thể an tâm đặt trọn vẹn giá trị cũng như niềm tin cho một tương lai vững chắc. Nhận thấy tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng của khu vực Quảng Nam nói chung và bãi biển Hà My nói riêng, chúng tôi đã hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn Radisson của Mỹ để vận hành dự án Radisson Blu Hội An khi dự án được chính thức bàn giao và đưa vào hoạt động. Từ đó trở thành một trong những nhà đầu tư tiên phong góp phần thay đổi diện mạo cho khu vực bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam. Ý tưởng thiết kế dự án này đến từ công ty kiến trúc BAKH Architecture với bề dày 25 năm kinh nghiệm trong việc phát triển những công trình kiến trúc hiện đại, sang trọng bậc nhất châu Á. Cảnh quan xung quanh dự án được thiết kế bởi công ty Landscape Solution Service và toàn bộ nội thất công cộng đều được thực hiện bởi công ty thiết kế và trang trí nội thất KZ, là đơn vị sở hữu đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Radisson Blu Hội An trải dài trên tổng diện tích 110.317m2 với 668 căn hộ và 96 căn biệt thự chuẩn 5 sao với tổng chi phí đầu tư lên đến 2.000 tỷ đồng. Với phong cách thiết kế tối giản, không gian mở để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, cả quần thể nghỉ dưỡng Radisson Blu Hội An như mang âm hưởng chan hòa giữa nắng, gió và hơi thở của đại dương. Đến với Radisson Blu Hội An, du khách sẽ được trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ và tiện ích đẳng cấp cùng phong cách phục vụ quốc tế chuẩn 5 sao đến từ thương hiệu Radisson Blu. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một hạt nhân tiềm năng đánh thức giá trị bất động sản nghỉ dưỡng của toàn khu vực. Hiện tại, dự án đang được Tracody, một công ty có bề dày kinh nghiệm trong ngành xây dựng, phối hợp cùng Recon, một công ty trực thuộc tập đoàn xây dựng Cotecon danh tiếng, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm kịp thời bàn giao dự án cho khách hàng từ quý 3 năm 2020. Dự án còn được phát triển bởi tập đoàn Bamboo Capital, là một trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với hơn 30 công ty thành viên và liên kết, hoạt động trên 4 lĩnh vực: sản xuất và nông nghiệp, xây dựng và thương mại, cơ sở hạ tầng và bất động sản, năng lượng tái tạo. Riêng trong mảng bất động sản, Bamboo Capital Group được đánh giá là doanh nghiệp có năng lực tài chính ổn định, có nhiều dự án bất động sản quy mô được triển khai: Resort 5 sao Casa Marina, King Crown Village Thảo Điền, Pegasus Nha Trang. Ngoài ra, dự án Radisson Blu Hội An còn hân hạnh được đồng hành cùng các đối tác chuyên nghiệp, nổi tiếng trong và ngoài nước, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách hàng một tuyệt tác giữa lòng di sản, một viên ngọc sáng giữa dải đất miền Trung. Radisson Blu Hội An, chạm bến phồn hoa, đánh thức di sản.